Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra lại có một số mệnh khác nhau, từng thời điểm sẽ nói lên bạn sướng khổ như thế nào. Không những thế, nó còn liên quan tới cả gia đình và những người thân thiết xung quanh. Theo tử vi số học, ngoài con giáp, tướng xấu thì giờ sinh âm lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Với những người sinh vào những giờ âm lịch sau đây, họ được coi như bùa hộ mệnh của gia đình, không chỉ mang lại may mắn và bình an cho gia đình, mà hậu vận của họ cũng được sống trong phú quý, của cải dư giả, tiêu mãi không hết. Trong phong thủy, giờ sinh không chỉ đơn thuần là những con số vô nghĩa, mà chúng còn chứa đựng những bí ẩn liên quan đến số phận, tính cách, tình duyên, sự nghiệp của mỗi người. Thông qua giờ sinh, ta còn có thể biết được số mệnh của bản thân, giàu sang hay nghèo khổ, nhàn hạ hay vất vả, bản thân có những ưu điểm, khuyết điểm gì, từ đó ta có thể hoàn thiện những thiếu sót, cũng như phát huy điểm mạnh để lựa chọn cho mình một công việc phù hợp, một cuộc sống viên mãn. Vậy thì trong 12 giờ sinh, vào giờ nào? Vậy thì trong 12 giờ, sinh vào giờ nào là tốt nhất, được hưởng lộc trời cho giàu sang phú quý? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, sinh giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ. Những người sinh vào khung giờ từ 23 đến 1 giờ sáng thường có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng đôi khi lại hay bị mất kiểm soát bởi tính nóng vội, bộc trực của bản thân. Sinh vào lúc 23 giờ đến 23 giờ 40, mệnh dễ khắc mẹ, thường gặp khó khăn, thử thách trong công việc, nhưng về sau được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Sinh vào lúc 23 giờ 40 đến 00 giờ 20, làm việc quyết đoán, sự nghiệp thành công rực rỡ khi biết tự lập xa nhà. Sinh vào lúc 00 giờ 20 đến 1 giờ, mệnh khắc cha, vận mệnh thường hay gặp trở ngại về công việc, tiền bạc, nhưng cuối đời lại sống trong giàu sang phú quý. 2. Sinh giờ Sửu, 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Thường những người sinh vào giờ Sửu sẽ có một chút xung khắc với cha mẹ đẻ hoặc ít duyên, ít được ở gần với cha mẹ của mình. Nhưng họ có số mệnh rất tốt, mang trong mình phẩm chất cao quý, giàu sang, quyền lực, được hưởng phúc lộc. Sinh vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 40, không bị xung khắc với gia đình, cả đời được cha mẹ giúp đỡ, sự nghiệp giàu sang, con cái ngoan hiền, vợ chồng hạnh phúc. Sinh vào 1 giờ 40 đến 2 giờ 20, có tính cách chính trực, lương tâm thiện lành, được anh chị em trong gia đình giúp đỡ, có mệnh phát tài đến cuối đời. Sinh vào lúc 2 giờ 20 đến 3 giờ, có tính cách hiền lành, khác mẹ nên phải tự xa nhà để lập nghiệp, có vận mệnh, tiền hung hậu kiết. 3. Sinh giờ Dần, 3 đến 5 giờ. Số phận của người này phải ly hương xa nhà từ nhỏ, chính vì vậy họ đã rèn giũa được tính cách tự lập và rất thành công trên con đường sự nghiệp của bản thân. Trong gia đình họ có sự xa cách nhất định với cha mẹ, anh chị em trong nhà từ nhỏ đã phải xa nhà. Nhưng khi có được thành công, họ luôn biết ơn cha mẹ và sẵn lòng giúp đỡ anh chị em. Sinh vào lúc 3 giờ đến 3 giờ 40 là người có mệnh khắc cha, tài lộc dư giả, trí tuệ phát triển, thông minh, đạt được thành công nhờ sự tự lập vươn lên của bản thân. Tính cách có xu hướng không ổn định, tính hiếu thắng mạnh và thích nhàn nhã, cuối đời được coi là người có phúc. Sinh vào lúc 3 giờ 40 đến 4 giờ 20, cuộc sống sung túc, tiền bạc dư giả, về già không đau bệnh, hưởng vinh hoa phú quý. Sinh vào lúc 4 giờ 20 đến 5 giờ, mệnh khắc mẹ, tự bản thân gây dựng sự nghiệp mà không cần ai giúp đỡ, là người thích cuộc sống thanh tịnh, thiện lành. 4. Sinh giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ. Từ thời thiếu niên, họ ít nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ gia đình nên có khởi đầu khá khó khăn, vất vả. Vận mệnh của họ tương đối kém, khó có được thành công, tiếp quản sự nghiệp gia đình. Sinh vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 40, mệnh khắc mẹ nhưng được hưởng phúc giàu sang từ gia đình. Sinh vào lúc 5 giờ 40 đến 6 giờ 20 là kiểu người tự do, tự tại, số vận sung sướng, tài lộc tự đến, cả lời không phải lo nghĩ. Sinh vào lúc 6 giờ 20 đến 7 giờ, mệnh khắc cha, là con người độc lập, thành công, nhờ tự lập nghiệp chứ không nhờ gia đình, cuộc sống tương đối ổn định. 5. Sinh giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ. Người sinh giờ này có phúc hưởng từ cha mẹ, vì vậy khi lập nghiệp cũng không có mấy khó khăn vất vả, tuy nhiên thường gặp khó khăn trở ngại trong sự nghiệp, phải trải qua một thời gian mới yên ổn và ăn hưởng tuổi già trong giàu sang phú quý.
Sinh vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 40, mệnh khắc cha, là người thông minh, tài giỏi, ăn ở hiền lành nên gặp nhiều phúc đức, sự nghiệp ở mức ổn định, đường con cái hơi muộn. Sinh vào lúc 7 giờ 40 đến 8 giờ 20, mệnh khắc mẹ, tính cách mạnh mẽ, cương trực nhưng hay nóng vội, cuộc sống ổn định, tài lộc bình thường. Sinh vào lúc 8 giờ 20 đến 9 giờ, là người có tính cách hòa nhã, hiền lành nên ít gặp vận hạn, tài lộc bình thường nhưng sự nghiệp rất vẻ vang. 6 là sinh giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, là kiểu người có tính cách nhanh nhẹn, học rộng, hiểu sâu, có trí tuệ uyên bác hơn người, số mệnh tương đối tốt, công danh tới rất sớm, vẻ vang. Sinh vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 40, mệnh khắc mẹ, từ nhỏ đã được hưởng giàu sang phú quý, được giữ chức quyền của cái lớn của gia đình. Sinh vào lúc 9 giờ 40 đến 10 giờ 20, mệnh khắc cha, có tính cách vui vẻ, cởi mở, hoạt bát, sinh thời có quý nhân giúp đỡ, độ trì. Sinh vào lúc 10 giờ 20 đến 11 giờ, có phẩm chất cao quý, tính tình hiền lành, được mọi người yêu mến và kính nể. 7. Sinh giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ. Người này có tính cách thân thiện, hòa nhã, vui vẻ, có số hưởng, phúc lộc từ gia đình. Cuộc sống từ nhỏ không phải vất vả, lo toan, cuộc đời nhàn hạ, sung sướng. Sinh vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 40 là người có trí tuệ, uyên bác, văn võ song toàn, không thích người khác giúp đỡ, có số mệnh sung sướng, viên mãn. Sinh vào lúc 11 giờ 40 đến 12 giờ 20, mệnh khắc cha, lúc sinh tới cuộc sống khó khăn nhưng về sau được hưởng tài lộc, tiền hung hậu kiết. Sinh vào lúc 12 giờ 20 đến 13 giờ, mệnh khắc mẹ, cuộc sống có phần gian truân, tình duyên hơi muộn nhưng về sau an nhiên tự tại. 8. Sinh giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Người sinh vào giờ Mùi từ nhỏ đã chịu cảnh gia đình bất ổn, cha mẹ bất hòa, cuộc sống hôn nhân vất vả lúc đầu, vì sau hạnh phúc, ấm no. Tuổi trung niên hay gặp nhiều thử thách, đến cuối đời được hưởng sung túc giàu sang. Sinh vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 40 là người có số đào hoa, công việc bước đầu gặp nhiều khó khăn nhưng sau này lại dễ dàng. Cuộc sống về già an nhàn, hạnh phúc. Sinh vào lúc 13 giờ 40 đến 14 giờ 20, mệnh khắc cha, cuộc sống đầy đủ tiền tài, danh vọng. Sinh vào lúc 14 giờ 20 đến 15 giờ, mệnh khắc mẹ, có tính cách lương thiện nhưng không được nhiều người giúp đỡ, được quý nhân phù hộ, độ trì. 9. Sinh giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Cuộc đời phải đi xa nhà để làm việc, bước đầu hôn nhân đôi lúc xảy ra nhiều bất đồng và mâu thuẫn. Nhưng vì được hưởng phúc đức từ ông bà, cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc, gia đình giàu sang, phú quý. Sinh vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 40 là người có trí thông minh, gặp nạn được người khác giúp đỡ, cuộc sống gia đình ấm no, con cái khi trưởng thành có sự nghiệp lớn, đất đai rộng lớn. Sinh vào lúc 15 giờ 40 đến 16 giờ 20, mệnh khắc cha, lúc nhỏ gia đình thiếu thốn, khi trưởng thành xây dựng được sự nghiệp, cơ đồ lớn. Sinh vào lúc 16 giờ 20 đến 17 giờ, mệnh khắc mẹ, khi gặp bất lợi, tai nạn đều được tai qua nạn khỏi, biến hung thành cát. 10. Sinh giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Sinh ra trong gia đình có nhiều phúc đức, cha mẹ có để phúc đức cho con, vì vậy người này được hưởng nhiều tài lộc, phú quý, là người có tính cách đôn hậu, từ tốn, vì thế cuộc sống của họ luôn an nhiên và tự tại. Sinh lúc 17 giờ đến 17 giờ 40 có trí tuệ thông minh, nếu là nam thì rồng hổ, văn võ song toàn, nếu là nữ thì khéo léo, lanh lợi, được lòng mọi người. Sinh lúc 17 giờ 40 đến 18 giờ 20, mệnh khắc cha, cuộc sống nhàn hạ, sung túc nhưng lại hay lo nghĩ về sau. Sinh lúc 18 giờ 20 đến 19 giờ, mệnh khắc mẹ, cuộc sống có khó khăn, lúc thành lúc bại, về sau được ăn hưởng niềm vui. 11. Sinh giờ Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Người sinh vào giờ Tuất có số mệnh khá tốt, cả đời được sống trong hạnh phúc, giàu sang, sự nghiệp nhờ gia đình mà tiến, về sau dư giả, ăn hưởng tuổi già. Sinh lúc 19 giờ đến 19 giờ 40, mệnh khắc cha, có tính cách lương thiện, thích độc lập, tự do, là người đáng tin cậy, phúc đức. Sinh lúc 19 giờ 40 đến 20 giờ 20, mệnh khắc mẹ, là người có địa vị, quan quyền nhưng tính cách bất hòa đồng, thân thiện. Là người có địa vị, quan quyền nhưng tính cách rất hòa đồng, thân thiện, gặp khó khăn có thể biến hung thành cát, cuối đời hưởng phúc viên mãn. Sinh lúc 20 giờ 20 đến 21 giờ là người học rộng, hiểu sâu, hiền lành, lương thiện, biết đối nhân xử thế nên được mọi người yêu mến. 12. Sinh giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Người sinh giờ Hợi thường có trí óc thông minh, nhanh nhẹn, cuộc sống khi trẻ gặp nhiều vất vả, khó khăn, dễ bị đàm tiếu, thị phi, nhưng càng về sau được quý nhân phù trợ, gặp được cát lợi, cuộc sống viên mãn.
Sinh lúc 21 giờ đến 21 giờ 40, mệnh khắc mẹ, tính tình hiền lành, hoan dung, độ lượng, cuộc đời khổ trước sướng sau, tiền hung hậu kiết. Sinh lúc 21 giờ 40 đến 22 giờ 20 là người thông minh, thẳng thắn, cuộc đời được hưởng nhiều phúc phần của tổ tiên. Sinh lúc 22 giờ 20 đến 23 giờ, mệnh khắc cha, thường không hòa hợp với người thân, khổ trước sướng sau, về già dư đầy tài lộc, phúc đức. Thông qua giờ sinh, ta có thể biết được thêm về số phận, tính cách, dự đoán tương lai của mỗi người, nhưng vận mệnh đều có thể thay đổi do chính bạn tác động. Cuộc sống ở đâu cũng có khó khăn, thử thách, chỉ cần biết cố gắng, phấn đấu thì mọi chuyện đều sẽ được an bài theo quy luật nhân quả. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị, mọi người hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.